Đây, chào các bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ chia sẻ với các bạn là mỏ hàn sung của Nuba Tiệp ấy, là ở Việt Nam này nó là hàng thật hay là hàng giả. Đây, sở dĩ có người hỏi tôi câu này là họ bảo là họ vào trong web của Nuba, đây trong web của Nuba này này, thì họ ý tra là trên cái hãng Nuba này nó chỉ sản xuất bốn loại mỏ hàn, đó là mỏ hàn màu cam này là 75W này, đấy, 75VA, 75W. Mỏ hàn màu đen này là 100W. Mỏ hàn màu xanh này là 100, 100 bao nhiêu đây? Đây, mỏ hàn màu xanh này là 125W đây. Và mỏ hàn màu vàng này này là 150W đấy. Thế họ họ hỏi tôi rằng là ở Việt Nam này tất cả các cái mỏ hàn thì là 100W mua ở trên các shop ấy. Vậy thì nó có phải là Nuba thật hay không? Thì để tìm hiểu cái này thì tôi đã gửi thư cho bên Nuba đây. Đấy. Họ ý nói với tôi rằng để tôi phóng cái này lên nè. Tôi gửi thư Nuba này. Họ ý nói rằng là đây, tôi dịch cái đoạn thư này cho các bạn nhé. Nó là họ nói rằng là xin chào, nó là hàng thật đấy, nhưng mà ở Việt Nam thì nó hàng thật vì nó khác với cả, và nó khác với cả ở bên, nó có sự khác biệt so với ở bên Séc. Ở bên Séc thì là họ ấy có bốn loại mỏ hàn là 75W màu vàng, 100W màu đen, 125W màu xanh và 150W màu vàng. Còn ở Việt Nam là 100W màu cam. Thế nên là các bạn hãy yên tâm rằng là những cái mỏ hàn sung tiệp mua tại Việt Nam này là hàng màu cam 100W, nó là hàng chính hãng ấy nhá, không phải hàng gì đâu. Thì cũng giống như những cái xe máy ấy, là ví dụ ở bên Nhật nó là một, nó làm những mẫu thế, còn ở bên Việt Nam mình nó khác. Nên là việc mà các bạn biết được cái điều này cũng là cái mà các bạn yên tâm bỏ ra một số tiền khoảng hơn khoảng 650 đến 700 nghìn mua một chiếc mỏ hàn sung như này là cũng là tốt rồi. Và hơn nữa là cái loại này này thì nó với cái 100W thì ngày xưa ấy, loại vỏ vuông ấy thì người ta thiết kế vẫn như vậy thôi, cái lõi và vẫn như vậy, nhưng mà nó thay bằng bóng đèn LED. Ở đây bóng đèn LED sẽ sử dụng một cái cầu diode này và một con điện trở 220 ohm, một con LED 0,5W. Thì cái này tôi đã đưa nghe, nghe một số người ở bên nước ngoài họ phản ánh là cái vỏ kiểu cong cong này này, thì khi mà người ta không, người ta rất khó dựng đứng cái mỏ hàn ở trên bề mặt mà người ta phải đặt ngang, hai cái led này nó sáng hơn, còn nó không bị cái hiện tượng lỏng cái đuôi đèn như mỏ truyền thống đấy. Tôi là một người đã dùng rất nhiều mỏ tiệp rồi, hôm nay mình chia sẻ clip này để chia sẻ các bạn, để các bạn biết được thêm thông tin. Chúc các bạn thành công.